Sẵn đây con hỏi chú, có nhiều anh em người ta cũng là hay thắc mắc, mình tan ninh hồ không không thì nó như thế nào chứ? Thì hồ không không tan ninh vẫn được, nhưng mà cái ánh sáng phải cần nó nhiều, tại vì nó do bị thoát sáng thôi. Dạ. Vậy là hồ không không tan ninh, mình tan ninh trên đối với cây 501 hoặc là cái cây blue, mình tan ninh từ trên xuống vẫn được. Đúng rồi. Rồi mình tan ninh ngang vẫn được. Đúng rồi. Nhưng mà nó có cái là nó hao đèn và nó sẽ tác dụng chậm hơn, do ánh sáng nó bị thoát ra ngoài. Dạ dạ. Còn bình thường mình dồn lại thì ánh sáng nó sẽ, thì em chiếu một cây đèn mà em chiếu vô đây, em lấy cái đèn pin em chiếu vô đây, nếu mà có cái phong thì nó sẽ dội cho ngược lại, còn không phong thì luôn. Thì dạ, cái độ ánh sáng đâu có bằng đâu, phải không? Nó có, nó sẽ ít hơn thì nó sẽ lâu. Dạ rồi. Ừ. Cho nên chứ bình thường chơi bình thường không sao, mình chơi theo cái kiểu mình đang có, chứ đừng có bắt chước người ta, đừng có theo chú đồ bạc hay sao, hoặc là theo những cái nhà chuyên nghiệp, những người ta tay nên chuyên nghiệp thì mình không không nên vậy. Em xuống đây em này em ở chung nhà mà không sao ha. Dạ. Thì đây là em quyết lòng đầu tay của con. Ừ. Thì con cũng phải hỏi nhiều về cái vấn đề mà tăng ninh, tại vì bói từ xưa đến giờ là chơi bói, cho nên là cũng tăng ninh thì có hay mông lung chút. Ừ. Thì cũng như nhiều anh em khác, người ta có đầu tiên một con quyết long.